tất cả những cái vùng đất nào mà có nhiều nước này, ít nước này, có những cái mạch nước ngầm ấy, à, tất cả là đã trên bản đồ này rồi. Nên là Antonio Maria hôm nay là được gọi là tiếp cận với công nghệ cao, với lại là một số video mà khán giả gửi cho mình là để cho các bạn ấy làm nông nghiệp kiểu không phân bón, không thuốc sâu ấy, thì mình cũng đã đưa cho các bạn ấy xem. Nói chung là hôm nay là các bạn lên là coi như là một buổi mình dành ra để hướng dẫn cho các bạn ấy hiểu biết thêm về cách làm nông nghiệp không phân bón, không thuốc sâu, và chỉ cho các bạn ấy những cái mảnh đất nào mà nên mua khi mà có tiền rồi nhé. Ra về, con xin đi về. Em đi pha rèn. Ta về. Bánh bonito. Ta về. Bánh organizado. Tu du covi tam về. À, covi ta về. Repolio. Pimenta. E isso aqui. Ta về. Espaço pequeno assim também quer ficar organizado. Essa ele quer desenhar, fazer como? Desenha. Sim, ela desenhou para depois fazer. Essa é natural. Tá vendo? Cada espaço. Ele também pode plantar assim. E bonito passa doença, para não apanhar doença do Covid ou outra coisa, tá vendo? Tá vendo? Desenha e ele pode fazer. Tomate também pode fazer isso, assim, já? Yeah? Ele desenhou no vaso do bidão. Não, bidão. Esse é tipo bidão, meter a lado para que água pinga. Tipo, você mora aqui e não tem água. Entendeu? Mas aí, cai pinga. Ele só amarrou um bambu? Sim, pode ser assim, mas você tem que passar lá sempre. Você não consegue porque você nunca passar para amarrar. Entendeu, né? Ele quer passar aqui todo o tempo, todos os dias. Cada de manhã, ele chega para que amarrar. Só que ansia é mais bom e também mais fácil. Mas não é fácil. Perder mais tempo. Uma coisa de você plantar, você precisa do quê? Do confirmar. Precisa de cuidar ele. Segurar ele. Não igual você agora está aqui, planta e deixa lá, depois você colher. Não é assim. Passa todo o tempo. Todos os dias. Passa sempre para ver ele que tem doença ou não tem doença. Tem cabeça ali de cair ou não cair? Levanta a mala sempre. Agora você ainda está do planta lá e depois colher. Não faz isso. Tá vendo? Bonito. Tá vendo? Bonito. Essa desenha, tomate, essa verdade, essa melão. Mas esse não é daquele tipo, esse é outro tipo mais. Repolho, cenoura e tem muita coisa. Tá bem? Plantar assim também precisa tapar, porque capim não cresce e fica úmido sempre aqui. Mesmo se eu estar serenando um bocado, mas ali fica sempre. Você vê onde nós plantamos cuidado. A gente tem que espalhar ali e tapar a terra embaixo sempre úmido. Yeah. Entendeu, né? Então, assim, você, quando tem capim, você tapa lá, ele fica sempre úmido. Sempre. E ele cresce sempre. Nem precisa muita água. Abóbora.
você vê onde você precisa comprar terra, né? Quando sai dinheiro. Ok nhé mọi người, từ nãy giờ mãi nói chuyện quá, quên không chào mọi người. Chào mọi người đi, Antonio Maria. từ lúc nãy giờ là Quyết đang hướng dẫn cho các bạn đi. Quỳnh vừa đi làm về đây mọi người này. Từ lúc nãy giờ đang giải giảng cho các bạn đi cách trồng trọt ở nhà như thế nào. Bây giờ là đến tiết mục hướng dẫn cho các bạn như vị trí đất chỗ nào các bạn sẽ cần phải mua khi mà làm ra tiền, bởi vì là hiện tại là mình đã có nghiên cứu và có được sự hướng dẫn của một số khán giả có gọi là có kiến thức chuyên sâu chuyên ngành đấy, để chọn vị trí đất như thế nào để các bạn làm, hay là cách làm nông nghiệp gọi là không sử dụng phân bón, không sử dụng thuốc trừ sâu này, nói chung là rất là nhiều vấn đề. Mình hôm nay là các bạn ấy có thời gian đi trên phố mua sắm đồ rồi là chuyển củ đậu bán, thì mình hướng dẫn cho các bạn ấy cách làm luôn, cho các bạn ấy xem trực tiếp ở đây luôn. Và những cái vị trí đất mà các bạn ấy cần mua gần ở chỗ nhà các bạn ấy thuộc Kamasai đấy, thì tất cả là ở trên bản đồ này đã có mô hình, đã có đánh dấu sẵn rồi, bây giờ mình sẽ chỉ phải hướng dẫn cho các bạn ấy thôi đấy. Hiện tại thì có thể là các bạn ấy không, các bạn khán giả không được xem được màn hình bởi vì là mình không có ghi màn hình nhé. Nhưng mà bây giờ là mọi người sẽ xem, mình sẽ hướng dẫn cho Antonio Maria sẽ mua những cái chỗ nào nhé. Ok, você vai ver aqui. Ok. Tá bem? Vai embora. Làm phát là hiện đại. Antonio Maria nhìn các bạn choáng. Đấy, bấm về á. Này, Aki này, tá bem? Essa é caminho. Da caminho, cama sai. Vai về này. Aqui é Danatandu, já? Essa é onde caminho vai... Sim. Essa é a tua casa, né? Já? Casa Antônio, né? Tá vendo? Ali onde está o documento. Essa casa onde você está morando. Tem pouca da água. Não tem que ir ready, não tem que lenha da água. Nelson, não tem Nelson da água. Então, cada casimba também um pouco difícil, entendeu, né? Nós já vemos... Esse espaço de camassais, onde vai ter que muita água, entendeu, né? Essa aqui, essa é superior de que do água, muito água, essa terreno, onde nós fomos que com soba, entendeu, né? Você também deve ver ali, tem que muita água, não é? O caminho é esse, né? Esse é o caminho que vai até na pracinha. Sim, vai. Não, ali. Esse é o caminho. Esse é o caminho, tá vendo? Vai. Tá vendo? Yeah, yeah, yeah. Aqui. Caminho que vai até na pracinha. Sim, pracinha. Tá entendendo, né? Então, as cacimbatas vamos encontrar aqui. Sim, cacimbatas vamos encontrar aqui. Essa. Aqui. Tá vendo, né? Essa espaço. Ah, não, espera. Não é, essa. Assim. Na cacimba, essa espaço. Essa. Naquela cacimba que estávamos limpar? Não, cava essa cacimba. Essa cacimba nós encontramos com soba aqui. É mesmo, nós íamos para ali. Onde fomos limpar? Ou né, essa casa do, sim, essa da tua casa, né? Sim, essa tua casa. Sim. Essa
Outro lado do Cacimba. Tô de Fanfaz. Sim, a estrada é essa aqui. Essa estrada. Entendeu, né? Ele é outro lado. Uhum. Então, esse espaço onde do Nipão, esse espaço pode ser tem água, cava, vai ser água. Esse outro espaço, ainda mais, essa onde que é espaçazinha. Aqui. Sim, na pracinha é aqui. Sim, pracinha aqui. Uhum. E... essa onde que é entrada e cacimba nós encontramos aqui. Com soba. Sim. Tá vendo? Uhum. Essa tem que na rua do que água aqui. Tava tem alguém falar ali, ali tem que muita água, não é? Sim, uhum. Lá é só cavão. Uhum. Então esse espaço tem muita água. Você pode comprar quando tem terreno aqui, entendeu, né? Tudo esse lado, né? E lado do Tony Fang. Uhum. Começar lado do Tony Fang, voltar da cidade até aqui, entendeu, né? Todo espaço. Uhum. Também pode comprar quando tem terreno vende. Essa de Sky, assim, que é a curva, essa de sim, a, curva de Sky. A primeira curva. Uhum. Da montada do Galão. Tá vendo? Uhum. Aqui espaço tem muita água, mas sim, muito distante. Onde que é? Onde do Navarra do passar de caminho passar para ir Navarra do Pai Maria? É aqui. É aqui. Primeiro nós temos que passarmos aqui, não é? Sim. Navarra do Pai Maria fica a esse lado. Aqui. Aí tem água. Uhum. Tá vendo? Né? Essa, né? Aqui onde está aparecendo, onde está o rio? Embaixo. Esse aparece. Essa entrada do rio. Sim, essa bairro do. Da Porto Tico. É? Não. Não, Kisekula. Kisekula. Eu com que com goloso vai passar aqui comprar porco. Sim. Sim, é mesmo na Kisekula. Aqui tem que. Aqui tem escola, essa escola. É mesmo essa escola. Lá. Lá tem escola aí. Tá vendo? Essa escola. Já? Aí também tem muita água. Sim, aqui tem muita água e tem rio aqui. Tem. O rio está mesmo no bairro. Uhum. Então, esse espaço tem muita água. Já? Mas essa é muito distante. Bom, mas você só comprar esse espaço e esse espaço. Entendeu, né? Quem está saindo aqui da cidade para estar aí? Para que sair trabalhar aqui mais boa. Esse espaço também está ficando liberado. Não tem montanha. Tem um espaço aqui, não tem montanha. É ali mesmo onde alugou a tua tia, a tia Marcela. É a Marcela. Já? Bom, mais comprar esse espaço. E aí também tem e água. O produto ali será vai corresponder bem? Tá bem, dá bem. Dá boa. Ali dá mais bem do que no Tonifão, porque aquela terra tá diferente. É. No lugar do Tonifão embaixo, tem muita pedra. Hiện tại là bây giờ đây mình hướng dẫn cho các bạn cái vùng đất nào mà nên mua. Đấy, nên mua thì tí nữa mình sẽ chụp màn hình cho mọi người xem. Tất cả những cái vùng đất nào mà có nhiều nước này, ít nước này, cho những cái mạch nước ngầm ấy, tất cả là đã trên bản đồ này rồi. Là Antonio Maria hôm nay là được gọi là tiếp cận với công nghệ cao, với lại là một số video mà khán giả gửi cho mình là để cho các bạn đi làm nông nghiệp kiểu không phân bón, không thuốc sâu ấy, thì mình cũng đã đưa cho các bạn đi xem. Nói chung là hôm nay là các bạn lên là coi như là một buổi mình dành ra để hướng dẫn cho các bạn đi hiểu biết thêm về cách làm nông nghiệp không phân bón, không thuốc sâu, và chỉ cho các bạn những cái mảnh đất nào mà nên mua khi mà có tiền rồi nhé. Ok, tình hình là như vậy đó. Tá vendo? Nós já marcamos tudo que é no mapa do velho para conseguir ver onde mais boa. Também nós tá fazemos que como vamos que dirigir água entrar tua casa.
Izen Maruaki này. Coi ra ngón tay như pha lề. Đã xuống rồi. Đã xuống rồi. Và một cái pha giấc cam mình đã qua Korea thì phải ăn vì đã cả giả. Vì vậy là bữa đó đã bà pha giấc tăng kì. Same. Não, segundo. Aqui, aqui é tua casa, não é? Sim. Dois pau, três pau grande. Mafumera. Tua casa aqui. Vamos fazer essa da casa do. Não. Essa da tua terreno. Esse é o terreno. A tua terreno aqui. Né? Essa espaço. Tua terreno. Essa onde que passa subir mais cima, onde que essa imponder o cai aqui, tá vendo? Imponder o cai. Vamos fazer tudo água cai do suva, ele vai que corre umnenha, entendeu, né? Vamos cavar para ele que cai tipo fazer rio, entendeu, né? Quando suva, para ele que entra na nossa casa. Essa é lá do casa do soba. Vai começar a cair lá em cima, entrar na nossa casa e cair na cacimba. Aqui, aqui fala, abre não tanto. Abre vala. Abre vala. Abre vala. Fazer vala pequeno, pequeno aqui para ele entrar aqui. Na vala normal. Para entrar tudo e cair lá embaixo. Mesmo que caia aí também lá no tijão. Tá vendo? Đấy, đây bây giờ là thêm cả chương trình là hướng dẫn cho các bạn như gọi là thu nước mưa, mọi người thu nước mưa thì tất cả cái hình ảnh mình cũng đã trao đổi với khán giả chương trình là thu nước mưa như thế nào. Nói thật ra thì cứ nói để cho các bạn đi biết trước để hiểu cách làm trước. Có thể chúng ta chưa thực hiện luôn được bây giờ, nhưng sau này các bạn ấy có thể thực hiện đối với những cái mảnh đất của nhà các bạn ấy. Và nếu như mà có thể thì chúng ta sẽ kịp làm, thì chúng ta sẽ làm sớm để thu nước mưa ở nhà bạn ấy. Nhưng mà bây giờ là cứ để nói cho các bạn hiểu đã, phải để nói cho các bạn hiểu cách làm như thế nào, rồi chúng ta sẽ tìm cách thực hiện sau mọi người nhé. Thì ở cái là, I imagine do terreno de água não dá em via. Bốt đi, bốt đã. Antonio đang hỏi là cái ảnh ấy, ảnh gì nhỉ? Ảnh mua đất chỗ nào thì có thể gửi cho Antonio được không? Thế thì gửi, ok, có gì đâu. Mình sẽ chụp màn hình cho Antonio phát. Nghe sao nè? Thì e aí não está medido os metros? Ele mestrou. Vai, vai medir. Aqui consegui medir quanto metro do teu terreno, já? Né, da tua terreno, já? Để đo luôn đất ở nhà Antonio cho Antonio xem. Aqui tua terreno, aqui. Não é? Aqui, né? Tá vendo? Agora vamos medir, né? Đo luôn đất của nhà ông bà cho ông bà xem này. Tá vendo? Essa. Não está, espera ainda. Não, essa tá muito. Espera. Pode começar aqui, não é? A casa também fica um pouco dentro. Aqui. Aqueles pau grandes, só tem lá um. Não, não tem dois nós. Tem que uma fumeira. Por que não está dividido do grande? Iniciar a grande ali sem o assim, a casa está fora. Não, essa está enrolada. Uhum.
Entra aquí un poco. Quazu-Umata. Ukita. Quazu-Ukita. Đấy, ngồi đây, ngồi trên bản đồ đo cả đất nhà Antonio. Ông xem, bà ấy xem trầm trồ. Yeah, good. Ah, yeah, tá bom. Tá bem? Agora vamos ver essa, né? Essa... Esse, não. Não, outro lado. Agora, joelho. Como que medir essa quanto, né? Dali até lá. Ah, ok, sim. Espera. Aqui na caminho, né? Sim. Sẽ đo cho Antonio là cái chiều dọc là đường từ cái tính chỗ nhà bạn ấy đến đến dọc đường là bao nhiêu mét là có thể mua được. Anh, hơn 1.000 mét. Anh ấy đang quay phim hay là đang trực tiếp? Pasado de que un kilómetro, ya. Yeah, un kilómetro. 1.5 kilómetro. Esa durante aquí puede comprar. ¿Entiendes? Y entra du, entra du, puede entrar fundo, comenzar el camino, fundo puede que también igual, ¿entiendes? Đó, đo diện tích đất chỗ nào mua được, chỗ nào mua bao nhiêu mét ở đâu thì được. Bây giờ là tính đến cái lúc mua đất rồi mọi người, tính đến lúc mua đất rồi. Ok, assim tá bom, tá entendendo? Bem, já. Bem, entender? Bem, agora pode enviar ela aqui. Imagem, né? Yeah. Imagem. Ok. Espera, tá passando. Đấy mọi người, đây tất cả cái hình ảnh, tất cả các hình ảnh, tức là với lại video các thứ của khán giả gửi, với lại là mình đã trao đổi, thì hôm nay là mình cho Antonio xem, đây cho hôm nay một buổi lên trên này để tí nữa hai vợ chồng xem, với lại tải xuống tài hồ xem để nghiên cứu cách làm như thế nào nhé mọi người nhé. Đấy, anh đã về nơi này. Đấy, tải nó xuống. Guarda này, đã về. Otro này, guarda này. Ta bom ra na kề. Telephone. Đâu phải không biết. Ta kì, ta về. Ta tu đủ, nhá. Mình làm nhanh quá, không hiểu được. Đây. Aviaki, nhá. Mình thấy kì, nhá. Primero, você entra vai assim, entende, né? Vai assim, tem que tocar aqui. Depois, vou ver, vai ver tudo assim. Entende? Yeah. Entra aqui, tá vendo a imagem? Zoom, tá vendo? Ok? Yeah, ok. hơi bị nhiều công nghệ là ông nghe. Aqui nós também conseguimos ver on the mai alta, on the mai alta. The mai alta. Cho nay cho thêm tiếp thu một tí công nghệ nữa. Xem là tình hình thế nào. Nói chung là học trò của Quyết là coi như là cũng phải học nhiều thứ, không chỉ là học mỗi trồng cấy đâu. Thôi
aquí no se ve, ¿eh? Aquí nos conseguimos ver onde que do terreno muito alta, onde baixo. Tìm trong tôi nó xem đã rất nhiều hình ảnh quá. Hôm nay quyết được một bữa tinh tướng mọi người, được bữa tinh tướng cho hai vợ chồng xem công nghệ, xem từ vệ tinh cái thứ con nghe xả nó sao bị một số con bị mai ao tả đi xem đủ aki mai ao tả được kia aki đến đến đấy. À, essa. Aqui, cabeça de montanha, entendeu, né? Cabeça de montanha, né? Do tua casa aqui, né? Aqui. Essa lá do casa do de Felipe. Essa aqui é cabeça de montanha. É a montanha mais grande essa que está aqui. Sim, mais grande aqui. Đấy, chỉ cho có đỉnh núi ở chỗ nào cao nhất. Cảm ơn. Cảm ơn. Chỉ cho đủ thứ cho biết. Tấm ơn Asiso. Rồi đấy, hôm nay là cho hai vợ chồng đi học một buổi. Xem là tình hình là như thế. Mình cũng đã nói trên video cho mọi người xem đấy. Senti como quando você vê assim? Senti estranho porque é nova tecnologia que também nunca vi. Mariana. Aqui para ver esse tipo só tem que ser no governo. Tôi bảo là những cái hình ảnh này mà chỉ được xem là chính phủ tôi mới xem được, nhà nước mới xem được, chứ bây giờ là rất là ngạc nhiên là ở đây là ở trên nhà bác sĩ mà cũng xem được những cái hình ảnh gọi là bản đồ địa chính rồi là đủ các thể loại ở trên đấy. Nói chung thì cái này thì nếu như đầu tiên thì Quyết cũng không thể tự tìm được đâu, là chúng nó cũng phải có sự giúp đỡ của khán giả, thế xong là mình học, mình nghiên cứu thêm và thì mình mới hiểu được ấy. Nói chung là mình cũng chỉ hiểu được phần nào thôi, không hiểu được nhiều lắm về cách làm. Thì bây giờ hôm nay là khi mà mình đã hiểu được một chút rồi thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn ấy, để cho các bạn ấy biết và ngạc nhiên một chút, và sau này mà thực hiện những cái gì mà mình hướng dẫn ấy. Ok, video hôm nay kết thúc đây, chào mọi người nhé. Một tí đoạn nữa là để cho hai vợ chồng lên trên này du học. Ok, gặp lại ngày mai.